Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay mình ăn cơm chiều, thì mình có một cái món mà mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người cho mọi người biết, đó là cái món mà dưa mắm nè các bạn. Dưa mắm mà hôm bữa mình quay video cho tất cả mọi người xem đó mọi người, đó bữa nay là mình ăn được nè mọi người. À đó, các bạn nghe nó giòn không, cùng bún không. Cái món dưa món này á, bữa mình có hướng dẫn làm á, là cái dưa này ngâm với nước muối với nước dưa gạo một đêm, nhưng mà bữa đêm lại nó lộn, em nói là ngâm 7 ngày là thành dưa chua các bạn. Đó mình ăn còn một ít gà kho sả nè các bạn, với cái món là bầu xào. Đây là bầu xào mọi người, còn đây là bầu nấu canh. Thì ở nhà là có khá là nhiều trái bầu, cho nên em đem ra em làm bầu 7 món để ăn cơm. Thì mời tất cả mọi người cùng ăn cơm với em nha. Đây trước tiên là món bầu xào đó các bạn, chấm với nước tương. Ngon quá. Mấy hôm nay á, ở nhà có đồ ăn còn nhiều quá cho nên em cũng chưa có dám đi chợ mua đồ ăn, để ăn hết bầu ở nhà còn 7-8 trái luôn. Em ăn dưa món nào rồi. Con ăn đó hả? Ok, con ăn hả? Con ăn thôi, ngồi chơi đi. Hai cô chú và Henry ra tới rồi cô chú ơi. Mình kể cho các bạn nghe đó. Cái bầu này nè, ngày xưa á, lúc mà ở chung với bà ngoại á, cái bà ngoại có chồng dần bầu như vậy nè, cái ngoại cho ăn bầu từ sáng tới chiều, ăn là dùm trái bầu là ngán luôn các bạn, là dùm trái bầu là không cần ăn cũng thấy ngán luôn mọi người. Thôi gì bớ nè, cắt cắt á. Á rồi mình kể tiếp cho mọi người nghe là bà ngoại nấu bầu gì đó các bạn. Thôi bà ngoại mới nói á, là mấy đứa con gái á, mà ra mà giường bầu á, mà đi chung với con trai á, đã mình sẽ có bầu á, cái lúc đó nhỏ đâu biết gì đâu người. Nghe bà ngoại nói gì sợ lắm, sợ lắm. Nói là khi ra mà hái bầu á, rồi đừng cho con trai theo, nó mà đi theo mà đi chung với mình á, là mình sẽ có bầu nha. Tin như thiệt các bạn ơi, tin như thiệt luôn. Cái mình mới nói lỡ mình ra rồi nó đi sau mình hay sao ngoại, nó khi nào mà thấy nó đi sau mình á, chạy đừng ngồi gần. Có nhiều khi mình nghe gì mình tin vậy các bạn, thấy ai mà đi sau xa đàn ông á lại tới con trai rồi, chạy thấy bà ngoại luôn, chạy xem bà ngoại luôn, nhỏ ngu mà. Nó hiểu gì không? Mình lớn nói sao nghe vậy? Bây giờ mình lớn mình mới biết. Làm theo kiểu ông bà mình nói vậy á, theo kiểu là đi ra ngoài giường bầu á là con trai nó dễ á. Những đứa con trai nó có cái tính ham muốn là nó sẽ dễ đè mình á, cưỡng hiếp mình rồi á, cho nên á ông bà mình sợ dặn vậy á. Bầu sao ăn cá, ăn cá bầu sao ăn cá, canh bầu khoan không. Cái dưa nè, cái dưa món này bữa nay công nhận ngon các bạn, ăn giòn gụm luôn.
mặn mặn ngọt ngọt. Cái này ăn với ăn cháo trắng cũng ngon. Bởi vì nhiều khi ngồi suy nghĩ lại, mình nhớ là công nhận hồi nhỏ ngu, không hiểu gì chứ. Còn bây giờ con nít bây giờ hả, nó biết tới cái gì luôn, nó dạy lên mình luôn. Đó. Ừ? Đó. Đó, ừ, chó. Đó. Bởi vì ngày xưa theo kiểu là không có thông tin đồ nhiều, không có báo đài đồ nhiều, mình không có lên trên trang mạng rồi mình tìm hiểu được. Còn bây giờ đầy, đặc biệt là mấy trang web xét các bạn, ghê lắm. Ok. Trẻ trẻ không? Tụi nó ok ra tìm internet, tụi nó làm ra mấy đó tìm hiểu. Giờ cái đôi khi nó bị suy nghĩ lệch lạc, nó không có kiềm chế được bản thân á. Cái bắt đầu em xảy ra những cái chuyện kêu bằng đáng tiếc không thể không có, giống như đáng tiếc có thể mà không ngừa được, nhưng mà do là người lớn lơ là nó ảnh hưởng đến những cái chuyện buồn thương tâm. Ôi vậy cái gì cũng có, cái gì nó cũng có con dao hai lưỡi chứ. Ớt không biết á, ớt cay ớt cá không biết á thì dễ mang thai ngoại muốn, còn biết nhiều quá thì tụi nó lại hư hỏng và tụi nó có những suy nghĩ lệch lạc không tốt, có thể làm ảnh hưởng tới xã hội. Cho nên hả, nhiều khi mình thấy hả, cái gì nó cũng có cái hay và cái không hay chứ. Như ngày xưa á thì người ta sợ vậy á, người ta tránh xa ra mà người ta giữ gìn bản thân nhiều hơn và ít có cái sự việc xảy ra đáng tiếc. Còn bây giờ hả, nhiều khi nó làm bậy làm bạ cái xong cái nó sợ mình la làng hay gì đó, cái nó đè nó giết luôn. Cho nên thời giờ manh động á, ghê ý, thì đâu cũng nguy hiểm. Ủa ớt cay, ớt cá, ớt cá, ớt cay, ớt cá, ớt cá, ăn cơm không? Ớt cá, chén cơm nó của Henry. Thật sự, cơm bữa nay đơn giản đậm bạc mà ngon lắm các bạn ơi, rất rất ngon luôn. Em quá có tài ăn canh ăn cuối cùng. Hoặc là bữa nào á mà cơm mà khô hoặc là đồ ăn mà khô quá thì em mới chan canh. Nhưng mà bữa cơm này nó có đồ xào nè, cho nên em không có chan canh hết. Rồi bây giờ em ăn cái canh nữa là để ra quan không kịp á mọi người, nó bị hư hết một trái rồi. Hả, bữa trước em kho gà nè, ảnh ăn ảnh càng ngon. Em ăn á thịt kho hay cái gì kho á, em thích là kho, tính thiệt là khô,
Thôi nó ngon. Còn nó chả em thì cũng khoái rồi. Kho phải có nước. Với ở nhà em có ông anh hai, với ba em. Kho là phải ăn nước mới chịu. Còn em là kho là phải khô. Khô lại luôn mới chịu. Các bạn mà kho nó có nước nước không? Nó lạc, lạc lẽo. Bò này cũng hơi à. Hơi cứng. Nãy em cắt bỏ hộp. Một trái bầu em làm được hai món. Một tô canh với một dĩa. Tô tô. Mấy bữa ăn nữa. Chá. Nấu nhiều quá, ăn hết cũng vậy à. Cho nên mấy em nào cũng rút kinh nghiệm à. Nấu một thứ một chút à. Ăn thử cái ớt vàng à. Ớt vàng là ớt ngoài hè. Em trồng. Không cay the. Không có cay. Không có cay đậm. The the làm nước mắm được. Ngon quá. Không. Quá ngon. Có ăn không? Rồi xong bữa cơm ngày hôm nay giữa hai mẹ con em hởm đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Cái gì con này hả? Để xuống hả? Rồi sao nữa? Rồi ôm đi. Trời ơi, thôi vậy thôi. Thôi vậy thôi, em kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé. Em sẽ đút cho anh chị ăn sau. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Bye.